Hello hello, xin chào các bạn, đang đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, ngày 19 tháng 1 ở Việt Nam nơi Các bạn đã bước qua ngày thứ sáu rồi Thì uh, Tết cũng đã đến rồi các bạn và cuối tuần cũng đã đến rồi Thì sau cái video này Thuận sẽ nghỉ ngơi khoảng chừng 2 ngày Lấy sức để mà tiếp tục chia sẻ thêm thông tin với các bạn cho nên Thuận sẽ không có video trong vòng 2 ngày tới Và trước hết Thuận muốn chúc các bạn và gia đình có một cái Tết vui vẻ hạnh phúc và có nhiều sức khỏe Kế tiếp chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay Nhưng mà trước hết nhìn vào giá cả của BTC thì các bạn đã thấy được là một lần nữa Giá BTC đã trở lại mức là 21.000 đô các bạn Hầu như là BTC không có muốn đi xuống ở thời điểm này Tiếp tục giữ được cái mức đó mặc dù là các bạn thấy có rất nhiều người Nghĩ là BTC sẽ phải điều chỉnh sớm nhưng mà đã qua mấy ngày rồi Cứ tiếp tục ở cái mức này các bạn BDC lúc nào cũng sẽ có một cái gì đó làm cho các bạn bất ngờ. Các bạn nghĩ nó sẽ xuống thì giá nó sẽ không xuống các bạn, các bạn nghĩ giá sẽ tăng thì giá lại đi xuống lúc nào cũng vậy. BDC sẽ có cái lối đi riêng làm cho mọi người bất ngờ. Nhưng mà dù sao nữa đây cũng là một mức giá mà thường cảm thấy là nhiều bạn cũng happy hiện tại. Thì trường crypto đã bị dùi dập mấy tháng qua rồi các bạn. Đây là cái thời gian hai tuần mà chúng ta không có cảm giác bị dùi dập thì có thể nhiều bạn cũng cảm thấy là nó lạc quan hơn một chút. Nhưng mà chúng ta cũng có một số những cái thông tin cần phải lưu ý đến trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn chúng ta sẽ nói tới cái thông tin đến từ CEO của ngân hàng Chase bạn Jamie Dimon đã nói gì ngày hôm nay về Bitcoin. Kế đó chúng ta cũng sẽ nói về một cái thông tin đi quan tới Binance tại bây giờ đó thì uh, có thể nào bộ tư pháp đang nhắm vào Binance hay là không? Có thông tin gì mà thuộc này nói như vậy Thôi chia sẻ với các bạn một lát nữa trong video này. Còn về tình hình chung của thị trường đó, thì các bạn đã thấy được là BTC hôm nay đó thì uh, tăng trở lại 1.5%, Ethereum thì cũng tương tự, BNB thì cũng vậy. XRP tăng 3.2% các bạn, Cardano tăng 3%, Polygon tăng 1% thì phần lớn các bạn thấy được là thị trường hôm nay tăng 1.6%. Đồng mà tăng nhiều nhất ngày hôm nay là chúng ta có đồng FXS, đồng Frax là tăng 20.4%, chúng ta có Engine tăng 18.1% và Nexo tăng 15%. Mặc dù hôm nay chúng ta cũng có một cái thông tin xấu liên quan đến Nexo, nhưng mà Nexo lại tăng chữ 15% các bạn. Rồi chúng ta sẽ nói tới cái tình hình chung của chứng khoán hôm nay thì ra sao không giống như crypto các bạn chứng khoán hôm nay tiếp tục là một màu đỏ các bạn đã đưa là kết thúc ngày hôm nay đó thì cả ba chỉ số Dow Jones S&P 500 và Nasdaq đều đỏ và đỏ như nhất hôm nay đó là Nasdaq xuống 0.96% Pre-market thì đỡ hơn một chút các bạn, pre-market thì các bạn thấy được là cả ba thì tăng nhẹ nhưng mà nói chung đó, thì chứng khoán từ đầu năm tới bây giờ đã không giống như crypto các bạn Chứng khoán thì có nhiều ngày đỏ nhưng mà crypto đó thì lại có sự tăng trưởng và vẫn như được mức là 21.000 đô cho một BTC. Còn về hợp đồng dầu đó thì các bạn thấy được cũng tăng lên một chút nữa ở mức là 80 đô cho một thùng dầu vàng hôm nay thì cũng tăng nhẹ một chút các bạn ở mức là 1930 đô cho một ounce vàng crypto tôi vừa chia sẻ rồi chúng ta sẽ không nói lại còn về chứng khoán nói chung thì những mà nào mà là fan của Netflix thì Netflix đã công bố cái quý 4 rồi và một quý 4 rất là tốt các bạn họ đã thông báo là trong quý 4 này họ đã có thêm 7.6 triệu người Sử dụng Netflix trả tiền hàng tháng. Thay vì là ước tính của Wall Street chỉ có 457 triệu người mà thôi. Thì bây giờ họ đã có cái số lượng người đăng ký thêm và trả tiền để mà sử dụng Netflix nhiều hơn là ước tính. Và sau khi mà có thông tin các bạn thấy được là cổ phiếu của Netflix đã tăng trở lại 7.12% các bạn after hour. Để xem coi là ngày mai mở cửa đó cổ phiếu Netflix có tăng nữa hay là không. Và cổ phiếu Netflix là một trong những cổ phiếu mà rất là tơi tả năm ngoái luôn. Các bạn khi mà nhìn vào giá cả của cổ phiếu Netflix, đó, các bạn thấy được là trong vòng một năm qua đã xuống 38.79% rồi các bạn. Một trong những cổ phiếu rất là tệ trong thị trường chứng khoán. Rồi, tôi sẽ không dành quá nhiều thời gian để mà nói về thị trường chứng khoán các bạn. Tại vì chúng ta có rất nhiều thông tin liên quan đến crypto, thì cảm thấy nó thú vị hơn. Đầu tiên hết, đó, các bạn thấy được đây là ở Davos. Và hôm nay chúng ta có một trong những người rất là ghét Bitcoin các bạn. Đó chính là CEO của ngân hàng JP Morgan Chase, chính là Jamie Dimon thì ông ta đã nói gì ngày hôm nay về Bitcoin ở Davos tôi sẽ chia sẻ với các bạn một câu đoạn ngắn rồi sau đó tôi sẽ phân tích để các bạn hiểu được uh, lịch sử của JP Morgan về Bitcoin như thế nào và về phương diện của Jimmy Diamond thì những lời nói của ông ta đó có quan trọng hay không thì uh, để không play cái phần này Rồi chúng ta sẽ tiếp tục uh, nói thêm những cái chi tiết What we are talking about, uh, we, we, we pretty much always have some crypto conversation with you. I'm just curious because I don't I, think we've I, talked to you since. I think all that's been a waste of time. And why you guys waste any breath on us? Totally beyond me. Because you just think the whole thing just is, is going to zero, going to zero. bạn đã thấy rồi mới vô thôi đó thì Jimmy uh, đây mình đã phát một câu là cần gì phải nói về crypto đó là uh, một cái uh, đề tài mất thời gian và crypto bitcoin sẽ tất cả trở về số không như các bạn vừa nghe. Bitcoin itself is a, is a hyped up fraud. Các yeah, really? yeah. bạn đã thấy được là Jamie Diamond à, uh, thì một lần nữa đã nhấn mạnh là Bitcoin chỉ là một trò lừa đảo mà thôi là một cái uh, cục đá sưu tầm <laughs> đó là để nói của Jamie Diamond. So what do you make then of, BlackRock and other firms that are, are investing in infrastructure? No, that, that that's different. Blockchain is a is a technology ledger system right. that we use to move information we've used it to do overnight repo intraday right. repo we've used it to we're going to use it we've used it to move money right so that is a ledger that's a technology ledger type of thing that it, we think will be deployable okay. but but remember we've been stunned ông nghĩ gì khi mà chúng ta thấy những công ty lớn hơn giống như là chúng ta nói tới là công ty đầu tư BlackRock rất nhiều những công ty khác như là Amazon hợp tác với lại Amazon vân vân thì có rất nhiều những cái thông tin gần đây không những là chúng ta nói tới là những công ty mà thậm chí như quốc gia cũng đã có sự chấp nhận rồi thì Jamie mình thì nói là không Mọi người chỉ chấp nhận Blockchain thôi, không chấp nhận Crypto. Đối với chúng ta thì cái đó nó khác nhau. Nhưng mà thật ra cái câu nói này là một chuyện câu nói nó đã cũ rồi các bạn. Hầu như bây giờ không ai nói là tôi thích Blockchain nhưng mà tôi không biết Crypto nữa các bạn. Bây giờ ai cũng đã hiểu là để một Blockchain hoạt động được hiệu quả đó, chúng ta cần phải có một cái cách thưởng phạt ở trong Blockchain. Phải có cái sự rõ ràng, phải có cái sự đồng thuận. Thì chúng ta phải cần có một hệ thống Crypto để có thể làm được cái điều đó. Cho nên bây giờ ai cũng hiểu là một Blockchain công cộng phi tập trung thì hoàn toàn phải cần có crypto cho nên không thể nào mà chúng ta nói chúng ta thích blockchain mà không thích crypto được câu hỏi là chúng ta thích crypto nào giống như là giả sử như trở lại năm 1998 đi ai đó nói là tôi thích internet nhưng mà tôi không thích những công ty công nghệ hay là ai đó nói là tôi thích thương mại điện tử nhưng mà tôi không thích amazon các bạn các bạn nên hiểu đó là amazon là cái phiên bản tốt nhất về thương mại điện tử mà chúng ta biết ở thời điểm hiện tại thì khi mà nói như vậy cũng không hợp lý thì câu hỏi kế tiếp À, nếu như mà ai nói là tôi thích thương mại điện tử thì câu hỏi kế tiếp là anh thích công ty thương mại điện tử nào chứ không phải là nói chung chung là tôi thích thương mại điện tử thì làm sao đầu tư được các bạn cũng tương tự như vậy nếu ai nói là tôi thích blockchain nhưng mà không biết crypto thì câu hỏi kế tiếp đó là anh thích blockchain nào blockchain của bitcoin blockchain của ethereum blockchain của cardano mỗi blockchain nó sẽ có một cái ưu điểm nhược điểm khác nhau nó không có giống nhau hoạt động khác nhau luôn các bạn có smart contract có hệ sinh thái sẵn hay là không có Tất cả những cái đó đều là những cái blockchain khác nhau Chúng ta không ai nói chung là thích blockchain được Và cái mà JB đây mình nói đó là sử dụng một cái blockchain riêng nếu như là đã một cái blockchain riêng rồi thì đâu còn là một cái blockchain công cộng nữa các bạn nó giống như là một cái cơ sở dữ liệu mà thôi nó cũng giống như là những gì chúng ta đang có hiện tại không khác gì mấy đâu nếu chúng ta nói là sử dụng một cái blockchain tư nhân thì nó không có những cái ưu điểm của blockchain thì cũng như không thôi các bạn và các người dẫn chương trình của cbc sẽ hỏi là jimmy diamond nói là nếu nói tới blockchain đó thì uh, có thể là đúng nếu chúng ta nói tới những cái token thì có nhiều token bây giờ đó không có rõ là tương lai ra sao mà cũng nhiều token lừa đảo nhưng mà nếu nói riêng về BTC đó thì có rất nhiều những cái đặc điểm như là một cái loại tài sản lưu trữ giá trị một cái loại tài sản lưu trữ giá trị phi tập trung không ai có thể đóng băng được và có cái sự khan hiếm tại vì tới cuối cùng chỉ có 21 triệu bitcoin mà thôi thì chị đây mình sẽ nói gì để thường chia sẻ với các bạn cái phần đó Remember, we've been talking about that ledger. for twelve years too, and very little has been done. There's some so. tokens that, that I agree with you on, but but Bitcoin's based on a distributed ledger. Yeah, but it, it, but it has, Bitcoin, all, it, I, it has call, all the characteristics of of a store of value. It, I, it's immutable. I, it, it's scarce. Uh, it, totally untrue. It's, it's twenty one it, million. Well, yeah, really. How do you know it's going to stop at twenty one million? Because it's, i mentioned it, this to it's people Satoshi. Talks, it, 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 everyone it, says it, that. Well, maybe it's going to get to twenty one million, and Satoshi's picture is going to come up and laugh at you all <laughs> <laughs> and say, "No, nah, no." Nah. There, there, there isn't a picture. Các bạn đã thấy rồi, khi mà nói đến là Bitcoin đó chỉ có 21 triệu đồng thôi thì chim Mina mình nói là làm sao ta biết được, chúng ta chỉ nghe truyền miệng mà thôi. Lỡ như mà tới cái lúc mà có 21 triệu Bitcoin thì Satoshi xuất hiện rồi lại tạo thêm Bitcoin nữa thì đâu có ai biết được. Có nghĩa là các bạn thấy được chim Mina mình có thể là không hiểu hay là cố tình nói như vậy. Tại vì đừng có nói là chúng ta chờ Satoshi xuất hiện để mà tạo thêm Bitcoin. Các bạn bây giờ cũng có thể tạo thêm Bitcoin thôi. Các bạn có thể là dùng cái mã nguồn mở của Bitcoin và tự thay đổi cái giao thức để các bạn có thể có thêm Bitcoin hoàn toàn được thôi không phải đợi Satoshi các bạn ai cũng làm được hết đó bạn làm được Jimmy Diamond mình cũng làm được luôn nhưng mà các bạn cứ thử đi sẽ biết chuyện gì xảy ra khi mà các bạn thay đổi cái mã nguồn mở và các bạn bắt đầu là đào tạo blog trên đó thì sẽ bị từ chối bởi blockchain các bạn tại vì blockchain không có cái số lượng mà các bạn đang nói đến cho nên blockchain là một hệ thống đồng thuận các bạn tất cả mọi người phải cùng đồng thuận không có một đơn vị nào thật sự có thể quản lý được btc hết các bạn chúng ta nói tới bitcoin nó nó phi tập trung à, không phải là chỉ riêng việc là thờ đạo khắp nơi trên thế giới mà chúng ta cũng nói tới là cái số lượng mino cũng khắp nơi trên thế giới luôn vì lý do Bitcoin tập trung như vậy cho nên cập nhật Bitcoin đã tốn rất nhiều thời gian. Các bạn hãy nhớ chúng ta có cập nhật cuối cùng Bitcoin là Taproot cho một thời gian rồi. Và trước khi mà để có cái sự đồng thuận để mà cập nhật Taproot chúng ta cần phải có 90% thợ đào chấp nhận các bạn. Rồi chúng ta cũng có những cái máy nô, những máy client cần phải update. Nói chung đó, đó là cả một quá trình luôn. Bất cứ ai cũng có thể đưa đề xuất, bất cứ ai cũng có thể là thay đổi mã nguồn. Nhưng mà cũng không có nghĩa là hệ thống sẽ chấp nhận, không có nghĩa là cộng đồng sẽ chấp nhận các bạn. Cho nên việc mà Jimmy Da Bình nói là hoàn toàn không có đúng đâu. Cho dù ngày hôm nay Satoshi sẽ xuất hiện nói là muốn có thêm số lượng BTC hơn 21 triệu sau này thì cũng không làm được các bạn tại vì Satoshi chỉ là một người mà thôi cộng đồng phải chấp nhận mới được và đối với lại Bitcoin đó đây là một cái mạng lưới mà không dựa vào lòng tốt của bất cứ ai hay là lòng trung thành của bất cứ ai hết đó. BTC là dựa vào toán học các bạn dựa vào lợi ích chung tất cả những người nào mà tham gia mạng lưới họ đều bỏ ra công sức một cái gì đó chỉ vì các bạn là nhà đầu tư các bạn bỏ tiền để mua BTC các bạn là người đào Bitcoin các bạn bỏ tiền để có thể có một cái xưởng đào một cái cơn người đào rất tốn kém các bạn là người chạy máy nô thì cũng tốn kém các bạn mỗi người đều đóng góp một phần vào mạng lưới thì có lợi ích riêng người ta mới làm như vậy và không có lý do gì mà người ta có thể để một người khác ảnh hưởng đến lợi ích của họ cho nên Bitcoin là dựa theo lợi ích chung dựa theo toán học cho nên những gì mà Jimmy đã mình nói đó là không có đúng đâu nhưng mà đáng tiếc thì các bạn hiểu Jimmy đã mình nói những câu này đương nhiên không phải là cho thuận và các bạn nghe rồi ông ta nói để cho những người nào mà ít tìm hiểu về Bitcoin ít tìm hiểu về crypto nghĩ đây là sự thật nhưng mà đây không phải là sự thật đâu rồi sau đó họ Nói qua nó là một uh, thời gian nhưng mà cuối cùng các bạn thấy được là Jimmy mình cũng đúng lý và cuối cùng người ta nói gì? You, you happy to own... Yeah, you can own it all you want. I, I just, I, I'm just talking I don't care about Bitcoin. So right. we should drop the subject. All right, well, let me tới cuối cùng thì các bạn thấy được là Jamie mình nói là muốn ai muốn mua thì cứ mua nhưng mà ông ta không muốn nói chuyện này này nữa các bạn thấy được là nói tới cuối cùng thì Jamie đây mình cũng không có uh, giải thích được tại sao ông ta lại nghĩ Bitcoin là một cái trò lừa đảo hay là gì hết á nhưng mà thật ra Jamie mình có thật sự nghĩ Bitcoin là lừa đảo hay là không thì uh, để thường chia sẻ với các bạn ở trong đây có một phần mà thường chưa có chia sẻ để thường chia sẻ phần này với các bạn <laughs> Is a difference of Cái mà Jimmy mình mới nói đây đó là muốn vẽ một bức tranh cho những nào mà không hiểu đó nghĩ là Bitcoin là trò lừa đảo và lừa đảo tiền uh, của những người lớn tuổi những người về hưu lừa đảo tiền của những người mà uh, họ đang không có nhiều tiền những người mà có thu nhập thấp đó là những người mà bị Bitcoin lừa đảo Nhưng mà có thật hay không các bạn? Có phải là chỉ có những người có cái thu nhập thấp họ mới thực sự là bị bitcoin lừa đảo họ mới thực sự là mua bitcoin hay không hay là chỉ có những người mà già lớn tuổi người ta không hiểu gì người ta mới bị dụ hay không thì để thông chia sẻ trực tiếp với các bạn đây là cái bài được chia sẻ bởi ngân hàng JP Morgan Chase các bạn đây là ngân hàng của Jimmy Diamond nha không nói đến ngân hàng khác đây là ngân hàng mà đã đưa ra một cái bài thống kê họ trả lời một số những câu hỏi và họ cũng đã tìm hiểu thị trường crypto này và các bạn biết họ nói gì không họ nói là Phần lớn khi mà chúng ta nói tới sử dụng đầu tư crypto đó thì chúng ta thấy được là có rất là nhiều người đàn ông trong thị trường này Chúng ta có rất là nhiều người Á Đông trong thị trường crypto này và đặc biệt là những người trẻ tuổi với lương cao các bạn Đây là cái thống kê trực tiếp đến từ JP Morgan Chase trong khi mà các bạn thấy mới đây đó, thì chị Mida mình muốn vẽ một bức tranh là thị trường này đó chỉ có những người mà giống như là không hiểu biết gì làm lương thấp mới bị dụ mà thôi nhưng mà ngay ngân hàng của ta nói là đây là một thị trường mà phần lớn là có nhiều người trả tuổi với lương cao các bạn chứ không phải là lương thấp các bạn thấy được chỉ mới gió thôi cả biết là cái sự mâu thuẫn cỡ nào rồi và để các bạn hiểu rõ hơn đó, Jamie Diamond có nói gì về Bitcoin Crypto thì đó là chuyện của ông ta nhưng mà sự thật như thế nào sự thật đó là ngân hàng JP Morgan của ông ta vừa mới đăng ký để mà có một cái nhãn hiệu để có thể kinh doanh crypto wallet các bạn một cái ví crypto đây là cái bài chỉ mới cách đây có mấy tháng thôi tháng 11 của năm 2022 sau khi mà có sự kiện FTX các bạn thì các bạn có biết là cũng ngân hàng JP Morgan của Jamie Dimon hồi tháng 5 năm ngoái nói gì về Bitcoin hay không nói là dựa theo sự biết của JP Morgan thì Bitcoin có nhiều điểm giống như là vàng các bạn giống như là vàng chứ không phải là một trò lừa đảo như là Jamie Dimon vừa nói đây chính là cái thông báo đến trực tiếp từ ngân hàng của JP Morgan. Thêm vào đó các bạn có biết là cũng ngân hàng JP Morgan hồi tháng 8 của năm 2021 đó đã âm thầm cho ra những sản phẩm liên quan đến crypto. Đặc biệt đó là trong ba quỹ đầu tư thì đã có thể đầu tư vào Grayscale Bitcoin Trust để những cái khách hàng của họ có thể tiếp cận được với thị trường crypto này và họ rất là âm thầm các bạn, họ không có đưa ra bất cứ thông báo nào hết ấy. Người ta để ý mới thấy được là Tiga JP Morgan đã bắt đầu cho những khách hàng mà những khách hàng VIP của họ đó, những khách hàng mà có tiền các bạn có thể tiếp cận được với Bitcoin chứ họ không có thông báo với tất cả khách hàng họ chỉ muốn những khách hàng mà có tiền có thể vào thị trường này trước những người còn lại và các bạn thấy được là những cái financial advisor đó, những tư vấn đầu tư của JP Morgan cũng chia sẻ nhiều cái văn bản tốt về tương lai của Bitcoin và crypto với lại khách hàng VIP của họ. Các bạn đã thấy rồi, những gì mà Jimmy Diamond nói và những gì mà ngân hàng người ta làm thì hoàn toàn trái ngược với nhau. Thêm vào đó các bạn có biết là chính ngân hàng JP Morgan cũng có một cái crypto riêng. Họ có một cái sản phẩm gọi là Onyx sử dụng đồng JPM coin các bạn. Hiện giờ họ chỉ thử nghiệm như là một cái blockchain tư nhân mà thôi. Nhưng mà các bạn đang thấy được là JP Morgan là một trong những cái ngân hàng mà đang từ từ đi rất sâu vào thị trường này. Cho dù là CEO lúc nào cũng liên tục nói xấu về Bitcoin và crypto hết các bạn. Đấy thường cho các bạn một số những cái dẫn chứng khác chúng ta trở đến năm 2017 đi ngày hôm nay đó Thuận chia sẻ những lời phát biểu của Jamie Diamond về Bitcoin hay là crypto nói chung đó thì các bạn thấy là chúng ta có thể xem như là một cái thông tin nó cũng có cái sự sôi động một chút nhưng mà cũng không có gì gọi là đáng quan tâm nhiều nhưng mà đã có một thời Jamie Diamond nói cái gì một cái đó là các bạn sẽ thấy được là thị trường crypto toàn màu đỏ chúng ta trở lên năm 2017 đi đây là lúc mà Jamie Diamond lời nói rất có ảnh hưởng đến hiện crypto này Lúc đó đó thì chị mày mình cũng nói tương tự Bitcoin là một cái trò lừa đảo. Đây là lời phát biểu hồi tháng 9 năm 2017 các bạn. Rồi, sau khi mà chị Dimon mình nói như vậy đó đã khiến cho Bitcoin đi xuống ngày hôm đó và sau đó người ta đã đi thấy được là có phải là ngân hàng JP Morgan đã đi thu mua Bitcoin hay là không. Tại vì dựa theo tài liệu đó thì ở trên Nasdaq Stockholm Exchange thì có một đơn vị là JP Morgan thu mua BTC thì sau đó là ngân hàng JP Diamond nói là không phải là một khách hàng sử dụng hệ thống của JP Morgan để mà mua mà thôi nhưng mà các bạn có tin hay không thì đó là quyền của các bạn nhưng mà hôm nay khi mà nói về Bitcoin thì các bạn thấy được là giá không phản ứng luôn và thậm chí các bạn thấy giá đã trở lại 24 000 đô rồi có nghĩa là thị trường cũng không còn quan tâm đến Jimmy Diamond nói gì về Bitcoin nữa Ai cũng biết sự thật như thế nào Sự thật đó là nó đường là một nẻo các bạn Và thật ra nếu như nói cái sự ảnh hưởng tới xu hướng của BTC đó thì chỉ có thể ảnh hưởng ngắn hạn mà thôi các bạn không có ai có thể ảnh hưởng dài hạn được hết lúc nào cũng vậy chúng ta sẽ có một người nào đó có sự ảnh hưởng nói gì về crypto bitcoin dẫn đến giá cả có sự ảnh hưởng lúc đó nhưng mà sau một thời gian thì các bạn thấy được thị trường này sẽ có cái xu hướng riêng xu hướng của bitcoin đó thì cứ tiếp tục tiến tới mà thôi Chứ còn những cái như là người này nói gì, người kia nói gì, công ty này chấp nhận, công ty kia không chấp nhận. Đó là chỉ là những cái thông tin có sức thường ngắn hạn mà thôi các bạn. Còn có xu hướng dài hạn của BTC thì các bạn đã biết rồi. Ngày càng có nhiều người tin tưởng hơn, thị trường này càng càng lớn mạnh hơn. Rồi chúng ta tiếp tục nói tới đi. À, một cái thông tin khác nữa cũng đến từ Jamie Diamond chúng ta trở lại tháng 1 của năm 2018 đi sau khi mà Jamie Diamond nói Bitcoin là một chùa lừa đảo năm 2017 đó rồi sau đó Jamie Diamond lại nói là bất cứ một người nào làm việc cho JP Morgan đụng tới Bitcoin đó ông ta sẽ khai trừ ngay lập tức. Rồi sau đó vài tháng đó, thì Jamie Diamond nói là ông ta hối hận khi mà gọi Bitcoin là lừa đảo à, và có lòng tin vào hệ thống blockchain. Rồi lúc đó ai cũng tưởng là ok. Jamie Diamond cũng đã suy nghĩ lại và chấp nhận đây là tương lai nhưng mà không phải đâu các bạn Ông ta lại ngứa miệng và tới cái thời điểm là tháng 10 của năm đó đã nói gì? Khi mà Bitcoin đã được mười năm tuổi đó, Jeremy mình nói là ông ta chẳng quan tâm gì đến Bitcoin hết á mà nói cũng khá là tục tiểu các bạn. Rồi sau đó chúng ta bước đến thời điểm là tháng 11 của năm 2020 thì một lần nữa Jamie mình lại nói là Bitcoin đó không phải là một cái gì đó ông ta quan tâm. Rồi sau đó tháng 10 của năm 2021 một lần nữa Jimmy Diamond lại nói là Bitcoin đó chẳng có giá trị gì hết các bạn Trong khi mà lúc đó JP Morgan Chase đã từ từ đi sâu vào thị trường rồi Ông ta cũng lúc nào cũng đánh lọt hướng như vậy Rồi sau đó không lâu trước đây đó là tháng 9 năm 2022 Thì Jimmy Diamond nói là Bitcoin là một cái Ponzi là một cái Ponzi phi tập trung Đó là lời nói của Jamie Dimon các bạn hồi tháng 9 năm 2022 Điều mà thông cảm thú vị đây đó là mới đầu video mà thường chia sẻ với các bạn đó Thì mới vô đầu thôi thì Jamie uh, Dimon nói là tại sao lại hỏi ông ta về Bitcoin Rất là tốn thời gian, ông ta chẳng quan tâm Nhưng mà đối với một người không quan tâm mà lại thường xuyên nói về Bitcoin như vậy đó là cái điều thú vị ở đây và lý tại sao người ta hỏi ông ta thì vì ông ta cứ liên tục phát biểu về BTC cho dù ông ta nói là người ta không quan tâm nhưng mà lại tiếp tục phát biểu cho nên người ta mới hỏi trong khi mà những ngân hàng khác đang tham gia vào thị trường này trong khi mà chính ngân hàng Chase cũng là ngân hàng mà đang tham gia vào thị trường này cho nên có nhiều cái mâu thuẫn nhưng mà ông ta lại không muốn người ta hỏi các bạn thì các bạn có thể tự đưa ra nhận định của mình về Jimmy Diamond mỗi người sẽ có mọi suy nghĩ nhưng mà thường chia sẽ thêm với các bạn các bạn có biết là ngân hàng JP Morgan cũng là một, một ngân hàng mà đã từng dính vào rất nhiều cái sự kiện làm giá. Trong đó chúng ta có những cái sự kiện như chúng ta nói tới cái bài được chia sẻ năm 2011 đây là cái tài liệu trực tiếp đến từ SEC và đây không phải lời cáo buộc các bạn đây là một cái sự kiện đã xảy ra và JP Morgan đã phải đóng phạt 153 triệu năm 2011 đó là con số rất là lớn tại vì sao vậy tại vì đó vai trò của ngân hàng Chase trong cái sự kiện sụp đổ giá của nhà cửa ở Hoa Kỳ năm 2008 đó cái khủng hoảng lúc đó JP Morgan là một chuỗi ngân hàng mà đóng vai trò trong sự sụp đổ đó Chi tiết hơn đó là SEC đã nói là Ngân hàng JP Morgan đã bán những cái giấy nợ xấu cho những nhà đầu tư. Những nhà đầu tư này đó họ không có đủ hiểu biết để biết được đây là một giấy nợ xấu và thêm vào đó, sau khi mà bán những cái giấy nợ xấu cho những nhà đầu tư đó, có nghĩa đây là những cái nợ bất động sản xấu bán để mà kiếm tiền. Những nhà đầu tư họ mua vào để họ có được cái thu nhập hàng tháng, tại vì giống như các bạn mua trái phiếu gì đó thì người ta mua vào nhưng mà cũng cùng thời điểm đó thì chính ngân hàng JP Morgan lại short những cái nợ xấu đó để mà kiếm lời các bạn Cho nên cuối cùng đó, đây là một cái hành động uh, có nghĩa là không có trung thực dẫn đến là JP Morgan đã phải đóng phạt 153 triệu Rồi chúng ta cũng đã thấy được thông tin uh, ngày 10 tháng 8 năm 2022 Các bạn có biết là ngân hàng JP Morgan của JP Diamond đã bị phạt vì lý do gì các bạn có biết không? Vì lý do là làm giá thị trường vàng và thị trường bạc. Một lần nữa đây là tài liệu trực tiếp đến từ Bộ tư pháp các bạn không phải là một lời cáo buộc, không phải là một thuyết âm mưu mà đây là sự thật các bạn. JP Morgan uh, đã bị đóng phạt và đã có hai trader đã nhận tội rồi các bạn vì làm giá thị trường vàng, thị trường bạc. Thì có khả năng là bây giờ uh, Jamie Diamond và ngân hàng JP Morgan cũng đang muốn làm giá crypto hay không. Cái đó là các bạn có thể tự đưa ra quyết định. Họ đã từng có nhiều lịch sử như vậy rồi. Nó cũng tương tự như chúng ta nói tới những người như là Cameron Larry các bạn. Các bạn đã nhớ là Cameron Larry trước đây đó đã lúc nào cũng nói là Bitcoin crypto là một rác rưởi hết và đã từng nói rất nhiều lần và Cameron Larry một người mà thường xuyên lên TV luôn các bạn hầu như đời nào lên cũng nói gì hết và mãi cho đến năm 2021 tháng 1 thời điểm đó thì Cameron Kevin Larry cũng nói là Bitcoin đã là chẳng là gì hết Nhưng mà bước qua tháng 5 năm 2022 đó thì lại thay đổi hoàn toàn. Kevin Larry của Shark Tank ở Hoa Kỳ đã nói là crypto sẽ trở thành ngành thứ 12 của chỉ số S&P 500, có nghĩa là đột ngột thay đổi nó là hoàn toàn tin tưởng. Và sau đó các bạn có biết là cái sự kiện liên quan tới FTX đó, nhiều người cũng đã Nói Kevin là đang nói xạo tại vì á, trước đây lúc nào cũng nói là Bitcoin rác lưỡi, crypto rác lưỡi nhưng mà trong cái cuộc phỏng vấn này thì lại lỡ lời nói là mình thực sự đã thu bitcoin từ năm 2018 rồi nhưng mà mãi tới năm 2021 thì mới ủng hộ trước đó thì lúc nào cũng chê bai. Thì có nghĩa là gì? Các bạn cũng đã hiểu rồi đó. Nói chung nên Thùng sẽ không có chia sẻ thêm nữa Cái mà Thùng muốn nói đây là chúng ta đừng nên nghe những gì họ nói Mà hãy nhìn những gì họ làm Đó chính là thông điệp Thùng muốn chia sẻ với các bạn Và thông điệp này để chúng ta cứ lập đi lặp lại hoài Tại vì các bạn thấy là những người này đó họ có một chiêu đó Họ cứ làm tên lưu hoài rồi các bạn Thùng đã từng chia sẻ rất nhiều những cái thông tin tương tự trước đây với các bạn thông qua nhiều sự kiện mãi tới bây giờ các bạn thấy là 6 năm sau thì cũng gì mà thôi đây là một cái chiêu mà rất có hiệu quả mà những người bình thường đó họ không muốn theo dõi tin tức không giống như các bạn hàng ngày đọc tin tức hàng ngày theo dõi thuận capital phần lớn nhiều người họ chỉ lướt qua thông tin mà thôi và họ đọc những cái thông tin à, mà họ nghĩ là không lẽ mình lại tin à, một cái người trong thị trường crypto trong khi mà jimmy Diamond của ngân hàng Chase là một CEO của một công ty lớn mà chúng ta không tin tưởng được hay sao đó là sự đáng tiếc đấy các bạn rồi, đó là cái thông tin lớn nhất được chia sẻ rất nhiều ngày hôm nay. Thông tin lớn thứ nhì đó là hôm qua chúng ta đã nhận được thông tin là Bộ Tư pháp đã khởi tố cái sàn đồ, uh, cái sàn mà hầu như không ai nghe nói tới đó, thường đã chia sẻ nhiều trong video ngày hôm qua rồi. Thì chúng ta có nói biết là sàn này bị cáo buộc là đã rửa tiền. À, thông qua những hệ thống à, đến từ à, nước Trung Quốc, đến từ nước Nga và thông qua hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ để mà rửa tiền. Bây giờ chúng ta lại biết thêm một thông tin nữa là sàn Binance có thể là một trong những sàn mà sàn đồ này cũng đã từng thông qua để mà rửa tiền trong cái thương vụ của họ. Nhưng mà khi mà đọc kỹ hơn đó thì Fincen có như là viết tắt cho chữ Financial Crime Enforcement Network đây là một cái đơn vị trong bộ tài chính ở hoa kỳ các bạn chuyên điều tra những cái sự kiện lừa đảo thì Vincent không có nói tới tên Binance mà FinCEN nói là ba sàn giao dịch liên quan đến cái sự kiện này là chúng ta có Hydra đây là một cái sàn ở Finland à, chúng ta có local bitcoins và Vinico. Đây là ba cái sàn lớn nhất mà cái sàn Bitly này thông qua để mà rửa tiền chứ không có nói tới Binance là một cái sàn lớn. Nhưng mà trong cái danh sách của tất cả các sàn mà đã từng được thông qua để rửa tiền đó, thì Binance là một trong những cái sàn đó. Tôi cảm thấy cái thông tin này đó nó mang cái à, tính chất giật gân hơn là sự thật các bạn. Tại vì à, khi đọc tựa đề đó lướt qua thì thấy được là Binance là một trong à, những cái đơn vị giúp cho Bitly rửa tiền và Binance là sàn lớn thì các bạn sẽ nghĩ là Binance là một trong à, những đơn vị lớn hợp tác với đồ nhưng mà đọc kỹ lại không phải Các bạn thấy được là để mà rửa được tiền đó, thì cái sàn Bizly đồ đã thông qua nhiều sàn khác Nhưng mà không có phải là thông qua sàn Binance chính các bạn Binance là một trong những sàn nhỏ mà thôi Còn lại là những sàn thường dư chia sẻ với các bạn Hydra, Local Bitcoin và Minico Đây là ba sàn lớn hỗ trợ sàn đồ Và khi mà hỏi về vấn đề này đó thì cái người đại diện sàn Binance nói là luôn luôn hợp tác với lại những người thi hành pháp lý và sẽ cung cấp hết tất cả những tài liệu để mà hỗ trợ họ trong vụ điều tra này chỉ nói bao nhiêu đó mà thôi cho nên không cảm thấy là thông tin này nó mang tính chất gây phết nhiều hơn là sự thật rồi chúng ta cũng có một thông tin uh, nổi bật ngày hôm nay đó chính là cái thông tin liên quan đến thành phố Busan các bạn đây là thành phố ở Hàn Quốc thì thành phố này đã dựa theo thông tin thì trong năm nay họ sẽ đưa ra một cái sàn giao dịch crypto nhưng mà chi tiết hơn đó đây là một cái sàn mà họ sẽ chuyên về tokenize có nghĩa là những cái ngành giải trí đó giống như là im ảnh thể thao hay là thậm chí chúng ta nói tới vàng hay là những kim loại đó thì đây là một sàn mà theo đồn hiểu họ sẽ thu mua những tài sản đó rồi sau đó là họ sẽ tokenize hay là họ sẽ làm việc với những cái công ty của những tài sản đó rồi họ sẽ cho ra token đại diện cho những tài sản đó rồi sẽ được giao dịch trên cái sàn này đây là một sàn mà giao dịch token nhưng mà những token này đó là sẽ có tài sản đứng sau lưng và đây là cái thông tin thứ nhì trong thời gian một tuần mà chúng ta nhận được cách đây không lâu đó các bạn nhớ được cũng đã chia sẻ một thông tin liên quan tới Indo các bạn Indonesia đã công bố kế hoạch ra mắt một sàn giao dịch điện tử quốc gia thông cảm thấy được là có một số quốc gia đó họ thay gì là dựa vào những cái sàn giao dịch thì họ tự ra một sàn giao dịch hay là họ sẽ đứng sau lưng một sàn giao dịch nào đó thứ nhất là họ có thể đảm bảo được là sàn này sẽ không có những cái lừa đảo và có thể bảo vệ người dùng tốt hơn và thứ nhì đó đương nhiên là sẽ có được lợi nhuận rồi chứ nếu như không đó thì họ chỉ thể đứng đó để xem những sàn tư nhân có thể kiếm được tiền và chỉ đóng thuế mà thôi thay vì như vậy thì một quốc gia, một thành phố họ có thể đứng sau lưng một sàn giao dịch có cổ phần trong đó thì họ sẽ được nhiều lợi nhuận hơn và có thể có sự ảnh hưởng lớn hơn rồi chúng ta cũng có một thông tin khác đến từ PAS các bạn đây là một cái đơn vị gọi là Bank of International Settlements hiểu đơn giản đây là ngân hàng của những ngân hàng các bạn là một trong những đơn vị giống như là IMF đó. trước đây rất là có cái thành kiến với lại tiền crypto này nhưng mà hồi từ từ đó thành kiến đó nó cũng đã dịu lại rồi không phải là bây giờ ủng hộ hoàn toàn nhưng mà đã dịu hơn nhiều ít nhiều gì đây thì bây giờ đó BS cũng đã ra quyết định là họ cần phải tìm hiểu thêm về DeFi các bạn xem coi là DeFi đó có thực sự là hữu ích và có thể kết hợp với thị trường tài chính bây giờ hay là không ít ra họ cũng không có còn có một cái suy nghĩ quá bảo thủ nữa các bạn họ cũng đã có một cái sự tò mò nào đó một cái sự chấp nhận nào đó cho dù nhỏ thì đây cũng là một cái bước tiến tới tốt và trước đây đó thì ngân hàng BS này thực ra nó là ngân hàng nhưng mà đây là một cái đơn vị mà đưa ra những cái lời khuyên cho những ngân hàng khác thì trước đây họ nói là những ngân hàng đó thì chỉ nên có crypto khoảng chừng là một phần trăm của tất cả tài sản thôi đây không phải là luật các bạn họ không thể nào ra được được họ chỉ đưa ra những cái lời khuyến cáo cho ngành ngân hàng mà thôi nhưng mà gần đây họ đã ra quyết định là những ngân hàng có thể là lưu trữ crypto lên tới 2% của tài sản của ngân hàng thì vẫn coi là an toàn thì coi như các bạn thấy được là PS cũng đã từ từ có một cái sự chấp nhận nào đó về thị trường này rồi rồi có một cái câu hỏi rất nhiều bạn hỏi thuận là liên quan tới vụ kiện của Ripple SEC khi nào mới có kết quả thì thuận cũng như các bạn chờ đợi hàng ngày luôn nhưng mà tới cuối cùng thì có một bài viết ngày hôm nay đây là cái bài phỏng vấn với lại Ripple CEO Brad House với lại đài CNBC ở Davos các bạn ở diễn đàn kinh tế quốc tế thì đáng tiếc là Brad House nói là bây giờ đó phải chờ đến khoảng chừng là đầu tháng 6 mới biết kết quả. Đầu tháng 6 là các bạn chúng ta phải chờ thêm 6 tháng nữa mới biết kết quả đáng tiếc chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ mà thôi. Và chúng ta cũng có một thông tin là hệ thống 1inch, 1inch là một cái hệ thống DeFi mà giúp đỡ các bạn tìm những cái sàn DEX à, để các bạn có thể giao dịch hiệu quả hơn và cái phí thấp hơn đó. Thì 1inch à, sẽ bắt đầu tạo ra một cái bí cứng các bạn thường chưa có biết ví cứng nó nhìn như thế nào. Nhưng mà họ đó họ sẽ ra mắt một cái ví cứng để mà cạnh tranh với lại Ledger Trezor. Và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là Nexo các bạn, Nexo đã À, đồng ý đóng phạt 45 triệu Thật ra họ nói là đóng phạt cho SEC nhưng mà chia làm hai cái bạn SEC sẽ nhận được 22.5 triệu đô la và những cái đơn vị quản lý của những tiểu bang sẽ nhận được 22.5 triệu tổng cộng Thì tổng cộng đó, Nexo nói họ đồng ý đóng phạt 45 triệu Tại vì SEC đã kiện họ nói là cái sản phẩm mà gửi lấy lại đó Ở Hoa Kỳ sản phẩm đó là một chứng khoán, là một cái loại hình thức giao dịch mà không có bằng của SEC cho nên là một cái loại hình thức giao dịch không hợp pháp vì lý do đó họ đã kiện công ty Nexo mặc dù có Nexo cũng đã ngưng hoạt động ở Hoa Kỳ các bạn và đã rời khỏi Hoa Kỳ rồi nhưng mà đây là cái chuyện trước đó nhưng mà bây giờ là Nexo đồng ý bắt tay với SEC và đóng tạc coi như là không có phủ nhận nhưng mà cũng không có chấp nhận đây là một cái lỗi gì hết á coi như là hai bên đường ai nấy đi sau khi bị đóng phạt và Nexo sẽ không tiếp tục hoạt động ở Hoa Kỳ nữa nhưng mà điều thú vị là khi các bạn nhìn vào cái đồng của Nexo ngày hôm nay đó thì lại có cái sự tăng trưởng các bạn và khi thường xem hồi nãy đó thì phần lớn các đồng tăng 2%, 3% hôm nay nhưng mà Nexo là một trong những đồng mà có sự tăng trưởng lên tới 15% ngày hôm nay trong khi hôm nay chúng ta có một cái thông tin không phải là tốt lắm đối với Nexo coi như đây là cái phần cuối của video một lần nữa Thuận muốn chúc các bạn có một ngày Tết vui vẻ, hạnh phúc và một năm mới tràn đầy sức khỏe Thuận sẽ không có video trong vòng 2 ngày tới Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Thì hãy bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm hiểu những cái ưu đãi như là các bạn sẽ thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Binance, Bybit hay là OKX một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Gotta...